Di Đà Phật, bạch hướng. A Di Đà Phật, bạch hướng. A Di Đà Phật. À, hồi sáng anh không anh vô ở ngoài Nha Trang anh vô đây. Anh Trương. Dạ. Anh nó vô đây. Dạ. Thì nói chuyện uống nước trà trước cái bàn thôi chứ không phải ở chỗ Huyền Quân. Dạ. Huyền Quân nó kêu cái đội trinh sát xuống mấy chục người cho cứ bắt mấy ổng. Dạ. Cho nên tôi hướng dẫn ra đi xe trở về trở lại. Không biết là anh Bố Trương này anh về tới trên 30 thuộc chưa? Tôi nói là đi về Nha Trang. Dạ. Cho nên là tôi đưa ra xe buýt đi lên để lấy xe về trở lại 30 thuộc. Yeah. Nhưng mà lúc đó nắng quá tôi không có qua bên lề đường. Yeah. Ở bên này tôi vẫn theo 4-5 thần. Yeah. Tôi nghĩ là chứ tại sao mà mấy anh theo tôi chi? Để coi thử hòa thượng đưa ai kể tôi chứ. Tôi nói rằng là đạo Phật Việt Nam còn, là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất còn, Phật giáo Việt Nam còn, là tôi eo họ. Yeah. Nói dùm cho cái câu đó. Yeah. Đạo Phật ở Việt Nam còn, là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất còn. Yeah. Đạo Phật giáo Việt Nam, tức như là giúp quốc dân đấy. Yeah. Phật giáo Việt Nam còn, là tôi Thích Nhật Bản eo họ. Yeah. À, cho nên hồi trưa nó làm cho 6-7 giờ từ sáng cho tới 11 giờ trưa. Yeah. Thành 1 giờ trưa tôi mới đưa anh Thông, anh Bố Trương, anh mới ra đi lên trở lại Bến Tre. Yeah. Nhưng mà anh đi có lọt không biết, anh đi có lọt không biết. Nó có chậm giữa đường không? Dạ, yeah. Thì... cái lối cộng sản này hay bắt cóc giữa đường ấy. Dạ, yeah. Con có liên lạc nhưng mà chưa không bắt máy. Như vậy là chưa về tới nhà hay là sao? Dạ, không biết là đã về tới nhà chưa hay là có vấn đề gì. Nhưng mà nếu có vấn đề gì thì chưa bảo cho con liền. À, thằng đó, có mấy anh mà đi. Sự kiện buổi sáng tại Ba La Mật là chưa có bảo cho con rồi. Là vì tụi nó ba đây mình không có phát biểu được. Dạ. Mà lúc đó do nơi Huyền Quân hắn đi hai hàng. Dạ. Bởi vì bữa tối trước đó là tôi đuổi Huyền Quân đi với tôi không cho ở. Dạ. Tụi này từ này về sau á thầy không còn ở chỗ tôi nữa. Yeah. Sáng hôm sau hắn tự động hắn kêu cái đội trinh sát, đội trinh sát tỉnh Đồng Nai, với cái công an thành phố Biên Hòa xuống đây mười mấy người. Yeah. Cho nên xuống là cứ ba ghê làm cho tôi nói chuyện với Bố Trương không có được chân thật. Yeah. Tôi chỉ nói là lúc Nha Trang, lúc Ba Mươi Thuộc là tôi nói lung tung thôi. Yeah. Ngồi ra này nói rằng đem cái bàn ra để tính phát biểu cho đại hội bên kia nhưng mà làm không được. Yeah. Cho nên cuối cùng 10 giờ tôi mới đưa anh Hà Bữ Trương ra xe. Yeah. Nhưng mà lúc đó nóng quá. Yeah. Nóng quá tôi mới ở bên đây lề đường, anh Hà Bữ Trương qua bên kia. Yeah. Khi mà nóng quá tôi mới vô trở lại chùa. Yeah. Thì ở bên kia không biết nó đi được chưa mà chưa thấy nghe lời. Yeah. Chưa thấy trả lời. Yeah. Và tôi mới gọi Hòa Thượng Đệ Lực Tên Thống cũng không trả lời. Yeah. Như vậy là ghi nhận cái lời của Hòa Thượng Đệ Lực Tên Thống xong rồi mới vô đây đó, phải không? Dạ, yeah, đúng rồi bà Tôn. À, như vậy thì tôi mới nói thẳng là thôi, trên đường đi á, cái tụi công an nó không có gần tôi nói thôi, anh cứ lấy cái lời Hòa Thượng Đệ Lực Tên Thống thay vì cho tôi đi, còn tôi là bây giờ thì giờ nó ba ghê xung quanh này mình không nói được. Dạ. Cứ anh cứ nói cảnh này, nói tôi giáo hội Phật giáo Việt Nam Phật giáo quốc dân còn là tôi eo ọt. Dạ. Nè, cho nên hiện bây giờ là mặc dù mình gọi giờ này tôi cũng nói vắn tắt vậy thôi chứ ngoài ra mình không có cần nói diễn đạt gì nhiều. Dạ. Bởi vì bên thầy về bên kia thì hơn một nhiệm kỳ rồi nhưng mà thầy không có
không có gọi về cho tôi, chỉ gọi được bên anh cầu hay là trên nơi hòa thượng đầy đường sinh thống. Anh có gọi được cho ai không, anh hòa thượng Hiền Việt á? Dạ, cũng gọi được cho ngài tấn thượng, chỉ gọi được cho con thôi. À, nó gọi gọi nó chẳng hết, không có gọi được. Gọi được một lần hay mấy lần? Dạ, gọi cho con thì thỉnh thoảng khi gọi việc cần thì gọi khi thái sổ này, khi thái sổ kia mà nhận được. Dạ. Yeah. Yeah. Ở trên anh gửi cái thông điệp vô cho tôi đâu có nhận được đâu, có lẽ hắn chặn hết rồi. Dạ, yeah, con gửi vô cho ông như vậy là hơn 10 ngày rồi đó. Dạ. Yeah. Thôi bây giờ thiếu đi không? Anh dùng cái số nào mà ghi được bất cứ ai bên đó, hoặc là ngoài Huyền Việt ra anh còn gọi được ai? Dạ. Yeah. Gọi được Hòa Thượng Giác Đức không? Dạ, yeah, không gọi được Hòa Thượng Giác Đức, nhưng mà con gọi được anh Trần Quốc Hưng, tức là trưởng phòng ngoại vụ của mình đó. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Ừ, cứ gọi nói thẳng đi. Nói rằng là Phật giáo độc đảng Việt Nam này họ còn độc ác chứ họ chưa hiện lành đâu. Dạ. Yeah. Ừ. Nói rằng tôi dạy nhân danh viện trưởng viện hối đạo, tôi dạy tất cả các anh em ông trong hội đồng lưỡng viện là yeah. độc đảng ở Việt Nam thì họ còn độc ác chứ họ không có hiền lành. Dạ. Ấy là Phật. Thôi mình nói vẫn sách vậy chứ thôi, để tụi nó ghi hết. Dạ, bà Rôn, con sẽ cho, con sẽ làm cái thông cáo của văn phòng để cho yeah. mọi người biết cái sự kiện này. Dạ. Dạ. Dạ, bà Rôn. Coi như Huyền Quang đi hai hàng. À, dạ, con hiểu. Tôi đuổi Huyền Quang hôm qua này, mà Huyền Quang cứ lấy dao rồi chém tôi. Dạ. Ừ. Mấy cái đèn năng lượng của tôi soi phòng tôi Huyền Quang tắt hết. Dạ. Cho nên hiện giờ là dân tình ở xóm làng họ ghét Huyền Quang, nhưng mà ông giả vờ ông nói láo. Dạ. Nói rằng là dân tình là ghét tôi chứ không phải ghét Huyền Quang. Dạ. Tất cả đều phản được hết. Dạ. A Di Đà Phật. À. A Di Đà Phật. Mô Phật Tôn Ni. À. Dạ. Ông đi là Phật. Dạ, thôi ông ngủ đi, gặp quyết quả rồi. Dạ, rồi con sẽ làm cái thông cáo báo chí. Dạ. Dạ, ai đi là Phật. Ai đi là Phật, dạ. Yeah.